Cuộc sống xa hoa với khối tài sản hơn 50 tỷ đồng của bạn gái màn ảnh Trường Giang. Sam chính là hot girl đời đầu giàu có nhất nhì showbiz Việt. Sam tên thật là Nguyễn Hà My, cô sinh năm 1990 và là hot girl đời đầu đình đám nhất Sài Thành. Nổi tiếng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, có thời điểm hình ảnh của Sam phủ sóng dày đặc trên các tờ báo dành cho tuổi teen, tạp chí thời trang. Sau một thời gian ở ẩn để tập trung kinh doanh, vài năm trở lại đây, Sam trở lại với vai trò của một MC diễn viên. Vai nữ chính đóng cặp cùng Trường Giang trong phim điện ảnh Trăm Tỷ Siêu Sao Siêu Ngố đã giúp cho Sam nhận được giải thưởng gương mặt điện ảnh triển vọng tại Ngôi Sao Xanh 2018. Ngay sau đó, cô gây sốt khi đảm nhận vai trò dẫn dắt trò chơi tương tác Confetti Việt Nam. Ở độ tuổi 28, Sam vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng sức hút tên tuổi. Bên cạnh đó, cô còn là một nữ đại gia thật thụ khi sở hữu khối tài sản khủng. Trong một bài phỏng vấn năm 2017, Sam cho biết cô từng đặt mục tiêu có 1 triệu đô trước khi 30 tuổi, nhưng sau đó cô đã có được tài sản gấp đôi mong muốn và luôn lấy đó là điều tự hào của bản thân. Với ước tính tài sản lên đến hơn 50 tỷ đồng, Sam cho biết mọi thứ cô sở hữu đều rất minh bạch. Giải thích thêm về sự giàu có của mình, Sam khẳng định nguồn thu nhập được cô tích góp khi việc kinh doanh từ năm 18 tuổi, còn nghề diễn viên người mẫu của cô chỉ có mức cachet nhất định. Được biết, ngay từ khi 25 tuổi, Sam tự mua được một căn nhà khang trang rộng rãi quận 7. Cùng với việc được thiết kế hiện đại, căn nhà còn đầy đủ nội thất trang thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống. Cũng vì quá giàu có, cuối năm 2016, nhà của Sam bị kẻ gian cậy cửa phá két sắt và lấy trộm 80 triệu. Sau sự cố không mong muốn, Sam chú ý hơn về vấn đề an ninh trong gia đình. Bên cạnh nhà, Sam cũng chịu chi tiền tỷ để đổi xế hộp mà cô thích. Là nghệ sĩ rất trọng vẻ đẹp ngoại hình, Sam tốn khá nhiều tiền để mua những món hàng hiệu từ quần áo, túi xách, giày dép đắt đỏ. Ở độ tuổi 29, Sam muốn chủ động trong cả công việc lẫn cuộc sống và không thích dựa dẫm vào bất kỳ một đại gia nào. Cũng đã có những mối quan hệ tìm hiểu, song hiện tại Sam muốn tập trung phần lớn thời gian để làm việc. Một góc trong căn hộ Sam đang sinh sống. Cuối năm 2016, Sam bị trộm vào nhà phá két sắt. Hot girl đời đầu thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu xế hộp tiền tỷ. Cô thích mặc hàng hiệu ở cả cuộc sống đời thường lẫn khi đi sự kiện. Hàng năm Sam đều tổ chức tiệc sinh nhật xa xỉ.